Xin chào các bạn, mình là Quỳnh Trang và đây là bản tin Mac Daily ngày 19 tháng 4. Một thông tin mà có thể nói là sẽ gây sốc cho ngày hôm nay, đó chính là chiếc flagship đầy đẳng cấp và sáng tạo của Samsung, là Galaxy S8 vừa bán ra đã bị tố về lỗi màn hình. Cụ thể thì chúng ta hãy cùng theo dõi. Theo hãng tin Korea Herald của Hàn Quốc, một số khách hàng đặt mua trước chiếc Galaxy S8 đã viết trên các cộng đồng online rằng chiếc điện thoại mới của họ có màn hình hơi đỏ và tình hình vẫn không thể cải thiện sau khi họ chỉnh sửa các cài đặt màu. Các bức ảnh về Galaxy S8 và S8 Plus bị màn hình ám đỏ đã được nhiều người đăng lên Instagram cũng như các diễn đàn công nghệ của Hàn Quốc là WeWeb và Kwangu, và họ đã phàn nàn là không thể sửa lỗi này trong phần cài đặt. Samsung cho biết đó không phải là vấn đề về chất lượng và có thể điều chỉnh ngay trên chiếc điện thoại. Nếu màu vẫn có vẻ hơi đỏ, khách hàng có thể đổi máy tại trung tâm dịch vụ. Tuy nhiên, một số người dùng vẫn nói là họ không thể điều chỉnh màu vì tấm nền màn hình đã được tùy biến. Về màu đỏ vẫn có thể xuất hiện vì vấn đề cân bằng màu sau khi Samsung sử dụng AMOLED đỏ đậm để làm mạnh gam đỏ. Một nhà quan sát công nghiệp cho biết, không như tấm nền LCD sử dụng 3 điểm ảnh phụ là đỏ, xanh lá cây và xanh da trời, tức màu RGB, tấm nền OLED của Galaxy S8 sử dụng 2 điểm ảnh phụ là xanh lá cây đỏ và xanh lá cây, xanh da trời. Điều này có thể gây ra rủi ro về cân bằng màu vì có đến 2 màu xanh lá cây. Vì thế, Samsung đã phát triển OLED đỏ đậm để đẩy mạnh màu đỏ và ám đỏ có thể là kết quả của việc này. Theo CNET, chi tiết đầy đủ của lỗi ám đỏ này vẫn chưa được biết rõ, nhưng đó có thể là dấu hiệu xấu của Samsung khi công ty này vừa trải qua cú sốc Galaxy Note 7 vào năm ngoái. Ngày hôm qua, tức là ngày 18 tháng 4 năm 2017, sau 6 tháng kể từ khi nhận giấy phép cung cấp dịch vụ 4G, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel chính thức khai trương mạng 4G với 36.000 trạm thu phát sóng trên toàn quốc và các gói cước đa dạng theo tuyên bố sẽ rẻ hơn 3G đến 60%. Thay vì triển khai trước ở các khu vực thành thị rồi mới phủ rộng vùng phủ sóng và mới mong muốn tạo ra hạ tầng kết nối băng thông siêu rộng có chất lượng tốt nhất ngay từ khi bắt đầu cung cấp dịch vụ, Viettel đưa ra quyết định triển khai 4G trên diện rộng đến cả vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Với 36.000 trạm thu phát sóng, phủ 95% dân số, Viettel tuyên bố là nhà mạng đầu tiên trên thế giới có vùng phủ sóng 4G toàn quốc ngay khi bắt đầu cung cấp dịch vụ. Trên thực tế, tốc độ download trung bình của 4G Viettel sẽ dao động ở mức từ 30 đến 50 Mbps/giây, nhanh hơn mạng 3G đang triển khai từ 7 đến 10 lần. Tốc độ này sẽ cho phép các ứng dụng công nghệ thông tin cần băng thông rộng tốc độ cao được triển khai, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi trong lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, đặc biệt là phát triển chính phủ điện tử, hỗ trợ các hoạt động hành chính công. Viettel công bố sẽ cung cấp miễn phí các kiến thức cơ bản, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ nhà nông đến người sử dụng dịch vụ 4G thông qua ứng dụng 4G Plus. Các ứng dụng này được Viettel phối hợp với các cơ quan chủ quản như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai tới đông đảo người dân. Viettel sẽ cung cấp các gói cước 4G đa dạng theo từng đối tượng khách hàng với mức giá dự kiến sẽ rẻ hơn 3G từ 40 đến 60%, đồng thời đảm bảo tiêu chí dùng càng nhiều giá càng rẻ. Cùng với việc đưa ra các gói cước linh hoạt và phù hợp, Viettel sẽ cung cấp đồng bộ các dòng máy hỗ trợ 4G có mức giá chỉ hơn 1,3 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ SIM 4G miễn phí để nhiều người dân có thể sở hữu và trải nghiệm các tiện ích của 4G. Được biết, ngay khi Viettel ra mắt mạng 4G, nhà mạng này đã nhận được thư chúc mừng từ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Thời gian gần đây, giới công nghệ cho rằng Samsung đang phát triển một thiết bị linh hoạt có thể gập lại với chế độ hoạt động như một smartphone hay tablet khi cần thiết. Samsung dự kiến sẽ trình làng sản phẩm này vào năm 2018 hoặc 2019. Mới đây, một chiếc điện thoại mới của Samsung đã được nhận chứng nhận của Liên minh Wi-Fi với số model FMG888N0, trong đó N0 là ký hiệu của các sản phẩm dành riêng cho thị trường Hàn Quốc. Điều ngạc nhiên là chiếc điện thoại này được cài đặt sẵn Android 6.0 Marshmallow, một hệ điều hành cũ. Giới thạo tin cho rằng đây là một nguyên mẫu mà Samsung chỉ dùng để thử nghiệm. TechRival dẫn một nguồn tin khác khẳng định tên mã của thiết bị này là Heechi, một quái vật trong thần thoại châu Á với cơ thể kỳ lân và đầu sư tử. Đây cũng là một gợi ý cho khả năng thiết bị có thể được sử dụng với nhiều hình thức khác nhau, vừa là smartphone vừa là tablet. Samsung hiện chưa đưa ra bình luận gì trước tin đồn này, thậm chí một số nhà phân tích còn cho rằng công ty Hàn Quốc đang cố gây sự chú ý cho giới công nghệ bằng cách lộ diện dần các thông tin có liên quan đến chiếc Galaxy X. Và vừa rồi là những thông tin công nghệ nổi bật trong ngày 19 tháng 4. Các bạn yêu thích thông tin nào nhất hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé. Và cũng có một thông tin vô cùng hấp dẫn, đó là không mua máy, đến cửa hàng Mac Mobile sẽ tặng dán cường lực cho bất cứ ai ghé thăm. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.